Lòng tham. Hai giờ anh đến đón tôi nhé. Chiều nay tôi có cuộc họp quan trọng. Dạ vâng, thưa giám đốc. Này anh Lâm, dừng lại đã. Dạ, có việc gì vậy thưa ngài? Anh xem trong xe có cặp của tôi không? Dạ không, tôi tưởng hôm nay ngài không mang theo cặp. Có, tôi có mang. Tôi để tập hồ sơ quan trọng với 500 triệu đồng tiền mặt trong đó. 500 triệu. Sao cái cặp của tôi chỉ trong một buổi sáng lại không cánh mà bay được? Cô Thư, cô tìm kỹ càng cho tôi đi. 500 triệu và bộ hồ sơ quan trọng để trong đó không phải là giấy vụn đâu. Thưa giám đốc, tôi đã lục tung cả văn phòng lên rồi. Tôi nghĩ ngài đã bỏ quên nó ở nhà hàng chúng ta đi ăn trưa nay với đối tác. Trời ơi, hôm nay là cái ngày gì mà đen đủi như thế? Cô mau đến nhà hàng đó xem còn thấy không? Giờ này tôi không thể tìm lại được nữa. Chỉ còn cách báo cảnh sát thôi ạ. Càng báo sớm thì càng có cơ may tìm thấy. Hơn nữa, chiếc cặp của ngài có khóa bảo mật do ngân hàng cấp. Nếu không có mã khóa thì không ai có thể mở ra được mà. Không mở được thì người ta lấy dao rạch nó ra chứ sao? Tôi bảo cô đến thì cô cứ đến đó trước đi đã. Dây vào cảnh sát cho tốn kém. Có phải người ta đi tìm không cho mình đâu. Dạ. Thưa ngài, không thấy ạ. Thôi được rồi, cô đến đồn cảnh sát báo mất đồ cho tôi. Chỉ báo đặc điểm chiếc cặp thôi, đừng có kê khai tài sản trong đó. Tuyên bố, nếu ai nhặt được chiếc cặp đem trả lại, tôi sẽ hậu tạ... Hậu tạ... 1 triệu đồng. À không, 500 ngàn thôi. Có mỗi công mang cái cặp mà đòi bạc triệu đắt quá. Đã tốn phí thuê cảnh sát rồi, có chắc gì để tìm được lại cơ chứ. Vâng, tôi đi báo ngay đi ạ. Trời, ông ấy đến nước này mà vẫn keo kiệt đến thế sao? Chắc gì đã có ai tìm ra mà đã so đo tính toán xem hậu tạ người ta 500 hay 1 triệu. Cảnh sát gọi điện báo, chiếc cặp của ông đã được tìm thấy. Thưa anh cảnh sát, tài sản của tôi vẫn còn nguyên vẹn chứ? Tài sản còn nguyên vẹn. Bây giờ mời ông đến ngay trụ sở để xác minh nhé. Ôi, tiền, tiền của tôi. Biết là tìm thấy dễ dàng thế này thì chẳng thèm tuyên bố hậu tạ gì nữa, có phải tốt không? Đằng nào người ta cũng phải trả lại cho mình. Đang đâu bị mất 500 bạc. May cho ông, bà cụ đây nhặt được đã tìm đến nộp ở nhà văn hóa phường. Ban sáng họ vừa thông báo lên đồn cho chúng tôi đấy. Đúng 500 triệu nguyên vẹn. Đang đâu lại phải trích 500 ngàn cho bà già không quen biết này. Mà tiền trong cặp có bao nhiêu thì chỉ riêng mình biết, đã thế. Trong cặp của tôi có 500 triệu 500 ngàn, mà bây giờ chỉ còn 500 triệu. Ông chắc chứ? Ông hãy trả lời thật chính xác. Ông thật sự xác nhận trong chiếc cặp này có 500 triệu lẻ 500 ngàn phải không? Chính xác, không sai 1 ngàn. Vậy thì chúng tôi xin lỗi, chiếc cặp này không phải của ông rồi, vì trong cặp chỉ có 500 triệu. Ông cứ về nhà đợi tin tức. Theo quy định, nếu trong vòng 6 tháng, chiếc cặp này không có người nhận, nó sẽ thuộc về người nhặt được. Đây chính xác là cặp của tôi. Làm sao mà các anh biết được số tiền trong cặp chứ? Đây là nguyên tắc. Chúng tôi buộc phải mang đến ngân hàng mở khóa để kiểm tra tài sản trong chiếc cặp. Chỉ có 500 triệu thôi. Trong cặp lại không có giấy tờ tùy thân của ông. Tuy ông mở được khóa, nhưng lại không nói được chính xác số tiền trong cặp. Chúng tôi không thể giao nó cho ông được.
Anh đừng đùa cợt nữa, trả lại chiếc cặp cho tôi. Xin lỗi, đây là cơ quan nhà nước, chúng tôi làm việc gì cũng phải có nguyên tắc. Ông cứ về nhà đợi tin tức. Mời ông về cho, nếu không chúng tôi buộc phải bắt ông vì hành vi quấy rối cơ quan công quyền. Trái tim của bé. Sao em lại nghĩ đơn giản thế nhỉ? Em cũng phải nghĩ cho cái sĩ diện của anh nữa chứ. Đến lúc người ta nhìn vào lại nói anh là người vô dụng, rồi coi thường cho. Anh đừng có bực bội như thế. Thực ra em muốn anh đi làm ở công ty em, vì ở đó có việc phù hợp với chuyên môn của anh thôi. Thôi đi, anh không đi làm chỗ em đâu. Còn em muốn như thế nào thì tùy em. Cậu làm vậy là đúng. Đàn ông không thể lép vế vợ được. Vợ nó khinh, thiên hạ họ cười cho. Vẫn biết vợ nó muốn tốt cho mình, nhưng nghĩ đi làm cho vợ, thấy nó nhục nhục thế nào ấy. Thì đúng thế còn gì. Chưa gì nó đã nói cậu thế này thế nọ. Chứ tôi đây chẳng làm cái gì, nhưng vợ còn lâu dám nói. Ngày xưa cậu cứ thích lấy gái xinh, gái giỏi đi. Giờ nó đè đầu cởi cổ cho, mới ngồi đó mà kêu. Anh về muộn vậy? Anh tắm rửa rồi ra ăn cơm. Cô giờ là mẹ tôi luôn chắc. Tôi đi đâu là việc của tôi. Tắm rửa hay không liên quan gì. Anh đừng có áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác như vậy. Con và em đã chờ anh cả tiếng đồng hồ, chờ anh về ăn cơm, nên em mới muốn anh thu xếp sớm, kẻo con đói. Em muốn cô muốn gì mà chả được. Mẹ ơi, bố sao vậy? Sao bố không ra ăn cơm? Thiếu bố, con không muốn ăn. Ừ, chắc bố mệt đó con. Để mẹ vào xem bố như thế nào. Đây, nếu cô cảm thấy ở với tôi là gánh nặng thì cô cứ ký vào giấy đi, tôi giải thoát cho cô đấy. Anh Hiếu, anh bình tĩnh lại đi, chúng ta vào trong nói chuyện. Anh đừng có cư xử như vậy trước mặt con. Con bé không có tội gì cả. Không nên để con chịu ảnh hưởng những chuyện không hay này. Thật lòng, em không muốn vợ chồng mình cứ... Trời, sao giường con lộn xộn thế này? Để mẹ cất dọn bớt thú bông cho gọn nha. Mẹ ơi, mẹ đừng cất thú bông của con. Sao vậy con? Nếu không dọn dẹp chúng, thì làm sao con có chỗ để ngủ? Không được đâu mẹ ơi. Mẹ phải để chúng lại trên giường. Đừng cất bất kỳ một con nào. Con quen rồi. Con không thể sống thiếu chúng mẹ ơi. Nếu thiếu một con thôi là con sẽ ngủ không được. Con yêu à, chỉ là việc thiếu thú bông thôi mà con cũng không thể chịu đựng được. Vậy nếu như thiếu một điều gì đó quan trọng hơn thì làm sao con có thể trụ vững được chứ? Thiếu điều gì quan trọng hả mẹ? Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì mẹ mong con gái của mẹ cũng sẽ mạnh mẽ lên. Bố sẽ không để cho con gái bố thiếu thốn điều gì đâu, nhất là về mặt tinh thần. Con gái bé bỏng của bố, tại bố nóng nảy và sĩ diện mà đã để mẹ con phải buồn. Bố hứa sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa. Em à, hãy tha thứ lỗi cho anh. Ngày mai anh sẽ qua công ty làm việc. Hãy giúp anh sửa lại mình em nhé.
Hoàng khỉ tốt bụng. Chạy đi, mưa to rồi, lũ sắp đến đó. Chuyển lên đồi cao đi anh em ơi, nhanh lên, nước lũ lên nhanh quá. Cả khu rừng bị nhấn chìm cá rồi, chỉ còn loài khỉ chúng ta vừa thông minh, giỏi leo trèo lại nhanh nhẹn nên mới thoát được. Đại ca nói phải lắm, chỉ có loài vật thông minh, khéo léo như chúng ta mới thoát được thôi. Chúng ta đúng là loài vật thông minh nhất khu rừng này. Đúng quá, chỉ chúng ta mới là loài động vật thông minh. Cả đàn, im lặng. Loài động vật gì thế này, chúng ở đâu mà bị lũ cuốn đến đây? Thật khốn khổ. Ừ, không biết chúng là loài vật gì, nhưng nhìn chúng có vẻ đang khổ sở lắm. Cũng phải thôi, nước ngập thế kia mà không nhảy được lên bờ, ở dưới đó ngộp thở, chịu sao được. Đại ca, tội nghiệp chúng nó quá, hay là chúng ta tìm cách giúp chúng thoát nạn đi. Được, các anh em, chúng ta là loài vật thông minh nhất, không chỉ vậy mà còn rất tốt bụng. Chúng gặp khó khăn thì chúng ta phải giúp đỡ. Các anh em, hãy cố tóm lấy chúng mà cứu chúng đưa lên nơi cao ráo. Nhất trí, nhất trí. Đây là con cuối cùng rồi, chúng ta đã cứu được tất cả chúng nó. Hang hô, anh em mình giỏi quá. Đại ca, mưa lũ thế này thì chắc chắn còn rất nhiều loài hoạn nạn như thế kia, hay chúng ta đi cứu họ đi. Như thế loài khỉ của chúng ta sẽ nổi tiếng khắp núi rừng, vì là loài vật vừa nhanh nhẹn, thông minh, lại vừa can đảm, tốt bụng. Đúng đó, anh em, chúng ta đi thôi. Ơ, đại ca, sao chúng nó lại dãy đành đạch thế kia? Sao chúng lại thế này? Hình như có một vài con đã chết rồi. Chết ư? Sao lại chết? Đúng rồi, không thở nữa. Có mấy con chết rồi. Sao chúng lại chết vậy? Chúng ta đã cứu chúng khỏi nước lũ rồi kia mà. Đại ca, có lẽ chúng bị nhấn chìm trong nước quá lâu nên bị ngạt thở. Chúng ta cứu chúng nên cũng không kịp nữa. Có lẽ vậy. Đúng là loài sinh vật yếu ớt, thật tội nghiệp. Trời ơi, các anh bảo cứu đàn cá ư? Có mà hại chết cả đàn thì có. Cá vốn sống dưới nước, họ đang vui vẻ, hồ hởi là thế. Các anh bắt hết lên bờ để họ chết khô, chết khát mất rồi. Hả? Cậu bảo sao? Các anh làm vậy là giết họ nhà cá đấy. Mau thả họ trở về nước đi. Trời ơi, có thật thế không? Cứ tưởng họ nhà mình thông minh lắm, ai dè ngu hết chỗ nói. Đại ca, thế chúng ta có đi giúp các loài vật khác nữa không? Có, nhưng chúng ta phải tìm hiểu kỹ, xem loài vật chúng ta muốn giúp cần gì đã. Không, sự nhiệt tình cộng với sự ngu ngốc của chúng ta sẽ giết chết họ đó. Vâng ạ. Một bức tranh lạ. Nào, đến nơi rồi. Các em xuống xe xếp hàng ngay ngắn nào. Nào, để cô đỡ em xuống. Nào, các em theo cô. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có buổi ngoại khóa môn mỹ thuật. Đề tài hôm nay là hãy vẽ thứ mà em thấy đẹp nhất. Vâng ạ. À.
em đã vẽ xong cả rồi chứ? Xong rồi ạ. À, các em hãy mang tác phẩm của mình lên đây. Bức tranh đẹp nhất ngày hôm nay sẽ được một phần thưởng đặc biệt. Nào, cho cả lớp xem tranh của các em nào. Các em vẽ đẹp lắm. Chiếc ô tô của Hùng trông rất ngầu. Vườn hoa của Lan thật rực rỡ, chắc hẳn là ngào ngạt hương thơm. Còn Liên, em rất có năng khiếu thiết kế thời trang đó. Nam, tranh vẽ của em đâu? Quay ra cho các bạn cùng xem nào. Thưa cô. Nào, để cô giúp. Ồ, có mỗi một đôi mắt ư? Đôi mắt của ai thế nhỉ? Đôi mắt này lại còn đeo kính đen to đùng, đâu có đẹp chứ. Ừ, cho bạn ấy lại vẽ một đôi mắt như thế. Ở đây có bao nhiêu thứ đẹp không vẽ, lại đi vẽ một đôi mắt. Nam, em có thể trả lời thắc mắc của các bạn được không em? Thưa cô, đây là đôi mắt của cô ạ. À, đôi mắt của cô à? Vâng, với em, đôi mắt của cô là thứ đẹp nhất em được nhìn thấy ạ. Đôi mắt cô luôn nhìn em trìu mến, vỗ về mỗi khi em bị trêu chọc. Đôi mắt cô luôn tin tưởng, khích lệ em đứng lên mỗi khi em vấp ngã. Đôi mắt cô luôn đầy ấm áp, yêu thương mỗi khi em buồn bã, cô đơn. Trải qua thời gian, đôi mắt ấy không còn tin tưởng, khóe mắt đã có những nếp nhăn. Nhưng đối với em thì đôi mắt đó luôn là điều tuyệt diệu nhất trên thế gian này. Thì ra đối với Nam, những việc làm hàng ngày của mình lại mang ý nghĩa lớn như thế. Nam, đây đúng là bức tranh tuyệt diệu nhất mà cô được thấy. Cô cảm ơn em. Cô ơi, chúng em muốn bầu bạn Nam đoạt giải nhất cuộc thi hôm nay ạ. Các em muốn như vậy à? Vâng, bởi bây giờ chúng em đã hiểu ý nghĩa bức tranh của bạn Nam. Và chúng em cũng thấy đôi mắt cô mới là điều đẹp nhất, đẹp hơn tất cả các bức tranh được vẽ ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, Nam giải nhất ạ. Hoan hô Nam. Cảm ơn các em. Tiếp cận khách hàng. Trời ơi là trời, bây giờ chỉ có nước đi ăn mài thôi. Cả cánh đồng chỉ qua một đêm là mất trắng cả. Nhân tính không bằng trời tính. Chuyện lũ lụt thì làm sao mà tránh được. Còn ngồi đó mà than với thở, nấu ruột. Mình nói dễ nghe nhỉ? Thế từ bây giờ đến vụ mùa tới, thì lấy cái gì mà sinh sống qua ngày đây? Tôi tính thế này, mình ở nhà lo liệu mạ mặm vụ mùa sau. Mai tôi lên thị trấn xin học cái nghề buôn. Ông bà mình đã dạy rồi, vi thương bất phú. Phải đấy, chứ chả nhẽ cả đời mình rồi còn đời con cháu bám lấy cái mảnh đất này. Tôi nghe nói ở thị trấn có ông cư nghè buôn bán giỏi lắm, nhất nhì vùng này. Không biết ông ấy có chịu nhận mình không? Cái đấy mình không lo, tôi sẽ thuyết phục được ông Tư. Giờ mình đi chuẩn bị tay nải cho tôi đi, chắc tôi đi cũng dài ngày đấy. Khóc cái gì, mình phải mừng chứ. Chuyến này tôi đi, tôi sẽ làm mình mở mày mở mặt. Mình đi cố học lấy cái nghề cho đàng hoàng, việc ở nhà không phải lo liệu gì cả. Ngày hôm sau. Cơ ngơi to nhất vùng này chắc là nhà ông Tư nghè đây rồi. À, thì ra là anh muốn theo tôi đi học nghề hả? Thưa vâng, con muốn xin ông cho theo đi bán hàng, để học ít kinh nghiệm buôn bán, kiếm ít vốn sau này. Tôi buôn bán nhỏ, phải đi lại nhiều, cũng cực khổ đâu kém gì công việc làm ruộng của anh. Lấy cái gì mà cho anh học hỏi được bây giờ? Thưa ông, cả năm nay nhà con bị mất mùa triền miên, hai vợ chồng con không trồng trọt được gì hết. Con biết ông Tư là người có kinh nghiệm buôn bán lâu năm, không ai không biết đến tiếng của ông Tư cả. Con chỉ xin theo hầu hạ ông, không lấy công xá. Thôi được, ta thấy anh là người hiền lành, chân thật, lại cùng chỗ người làng với nhau. Thôi thì anh cứ đi theo ta, học được gì cần thiết cho bản thân thì học.
Con cảm ơn ông. Bây giờ mình sẽ đi đâu và bán như nào vậy ông? Nếu như các thương nhân giàu có khác thì họ nhập một số lượng lớn hàng rồi buôn bán ở chợ hoặc mở cửa hiệu riêng. Còn chúng ta đi đến tận nhà khách hàng để bán cho họ các mặt hàng như yếu phẩm khác nhau. Như vậy chúng ta sẽ phải đi lại vất vả hơn họ rất nhiều. Nhưng mà bù lại, ta sẽ bán được với giá cao hơn vì ta đã giao hàng đến tận nơi cho họ. Cộng với đó, tiền vốn thu lại sẽ nhanh hơn rất nhiều để có thể mua thêm các hàng hóa khác. Hôm qua tôi vừa đi qua bên làng đó bán rồi, bán được tận 10 con dao lận đấy. Bây giờ phải chuồn thôi, đừng qua đấy mà phải vạ. Sao người ta lại phải chuồn nhanh hả ông? Bán hàng mà không dám quay lại thì chỉ có là quân lừa đảo. Bán hàng không tốt, thôi đi để họ bắt lại, họ đánh cho nhừ tử ra. Đứng lại, bọn chúng là đồng bọn của nhau cả đây rồi. Phải rồi, cái quân bán hàng lừa đảo. Có chuyện gì vậy ông? Mới hôm qua mua, quảng cáo dùng 3 năm không cùng, mà giờ mới lia được có mấy liềm cỏ đã mẻ cả miếng rồi. Thế có phải là lừa đảo không? Trả tiền đi. Thì ông phải đòi lại người đã bán liềm cho ông, chứ sao lại đòi của chúng tôi? Buôn có bạn, bán có phường, cả lũ các người chuyên đi bán hàng rong, thế nào chả đồng lõa với nhau? Ông không bán liềm giả thì sẽ có nhiều đồ khác như thế. Phải đi, phải đi. Ông ơi, thôi mình chạy lên báo quan, chứ đang yên đang lành lại bị bắt vạ thế này, thật vô lý quá. Cứ bình tĩnh, giờ mà báo quan rồi chuyện rụp ben lên, không biết thật hư thế nào. Nhưng tin đồn lan đi thì còn gì là uy tín, sao mà bán hàng được nữa. Cứ để ta lo liệu. Thật là vô lý, không phải tôi bán mà tôi lại phải hoàn lại tiền. Thôi thế này, tôi có cách làm cho liềm của ông sắt lại là được, phải không? Được, ông làm đi, đừng có bày trò gì đấy. Ồ, chả khác gì một chiếc liềm mới. Ông làm thế nào mà hay thế? Tôi chẳng làm gì cả, tất cả là nhờ hòn đá mài này. Nó được lấy từ trên đỉnh ngọn núi Phú Thiên, rất hiếm thấy. Chỉ cần mài vài lần là đồ nào cũng sáng lại như mới ngay. Hay quá, cái này ông có bán không? Đúng rồi, ông bán cho tôi một hòn đá mài. Tôi nữa. Viên đá hiếm thế này không phải để bán ạ. Ông bán lại cho chúng tôi đi, giá cả thế nào tùy ông định liệu cho phải chăng. Mọi người đã nói thế làm tôi khó nghĩ. Muốn mua viên đá này cần phải đặt trước, tầm 3 ngày sẽ có hàng, tôi sẽ nhờ người lấy về. Thế nhưng ông lưu ý, làng tôi sống bằng nghề nuôi bò nên công việc cắt cỏ quanh năm, ấy thế nên cần tìm những viên đá tốt như vậy đấy. Phải rồi, mà ông ấy có viên đá tốt như vậy thì những hàng hóa của ông ấy cũng tốt cả đấy. Ông dẫn hàng xuống cho chúng tôi xem nào. Hôm nay bán được bao nhiêu là hàng, ông giỏi thật đó. Chúng ta là những người thương nhân, tứ xứ là nhà, đâu đâu cũng là khách hàng. Nhưng chúng ta phải luôn đặt lương tâm lên hàng đầu, không được bày trò bịp bợm để họ mua hàng. Cách tốt nhất để bán được hàng là phải hiểu được khách hàng, tiếp cận họ một cách tự nhiên nhất để họ thấy được thiện chí của ta, không nài nỉ, bắt ép họ mua hàng, mà họ phải có mong muốn thực sự cần hàng của chúng ta. Đó chính là nghệ thuật bán hàng, xuất phát điểm của mọi việc. Con hiểu không? Con hiểu rồi ạ. Sự việc cái liềm đơn giản hóa ra lại ẩn chứa một triết lý sâu xa đến vậy. Đây là bài học đầu tiên của nghề thương nhân con phải ghi nhớ. Tiếp cận khách hàng một cách tự nhiên nhất. Giờ thì đi thôi. Chuyện của Phú Ông. Sao tháng này chi tiêu nhiều thế không biết, hụt so với tháng trước những mấy đồng. Ông ơi, có chuyện gì mà gọi toán lên thế? Dạ, ông cho con xin ít tiền ra chợ mua củi. Đang nấu cơm thì hết củi ông ạ. À, củi mới mua tháng trước đã hết rồi sao? Chúng mày phung phí hay là ăn bớt tiền nên thế hả? Ấy, chúng con nào dám.
Tại tháng rồi nhà mình nhiều dỗ chạp quá, nấu nướng cũng nhiều, nên... Không phải nói nhiều, để hôm nay đích thân tao ra chợ mua, xem chúng mày có bớt sáng được không. Đi theo tao. Củi phải mua loại tốt, dùng mới lâu được, mà quan trọng là phải rẻ. Củi tốt đây. Củi vừa rẻ vừa tốt đây, mời bà con vào mua. Củi vừa rẻ vừa tốt à? Được đấy. Ông muốn mua củi à? Phải. Bao nhiêu tiền? Ông mua hết chỗ này nhé, tôi lấy 5 đồng thôi. Đắt thế, 3 đồng thôi. 5 đồng là rẻ lắm rồi. Ông xem, toàn bộ chỗ này cơ mà. Toàn bộ. Chắc chắn là toàn bộ chứ? Vâng, chắc chắn là toàn bộ. Các vị, xin làm chứng giúp tôi. Chắc chắn là 5 đồng toàn bộ chứ? Vâng, toàn bộ mà. Sao ông hỏi nhiều thế? Mọi người nghe rõ rồi nhé. Anh này nói sẽ bán cho tôi toàn bộ, bao gồm cả xe củi lẫn số củi trên xe với giá 5 đồng. Bây giờ tôi sẽ trả tiền và mang xe củi về. Ông... Có mọi người làm chứng, anh định nuốt lời sao? Anh chàng mới đến kia xui rồi, không biết tiếng Phú Hộ Trương sao? Phen này thì mất cả xe lẫn củi rồi. Thì ra hắn gài bẫy mình, không lẽ mất trắng xe củi sao? Sao? Anh còn gì để nói không? Tôi tự nhận đã tính toán nhầm nên đành chịu thua thiệt vậy. Tôi chấp nhận giá 5 đồng. Tốt, thế có phải biết điều không? Tội nghiệp anh chàng quá. Ừ, biết bị lừa mà vẫn phải chịu. Vậy ông trao 5 đồng là phải trao tay cho tôi đấy. Đương nhiên, 5 đồng và trao tay luôn. Mọi người nghe rõ cả chứ ạ? Ông này nói là đưa ngay tay cho tôi. Là sao? Tôi không hiểu. Cũng bày đặt kêu mọi người làm chứng cơ đấy. Đây, 5 đồng. Này, này, làm gì vậy? Anh điên à? Chẳng phải ông vừa nói sẽ đưa tay cho tôi còn gì? Bây giờ tôi phải chặt tay ông thì mới lấy được chứ. Có mọi người làm chứng hẳn hoi, ông định nuốt lời sao? Ồ, đúng rồi, rõ ràng ông nói sẽ đưa tay cho anh ấy còn gì. Thôi, chịu khó bị chặt tay vậy, được cả xe củi cơ mà. Thôi, cho tôi xin, tôi sẽ không lấy xe củi của anh nữa. Bây giờ, bàn tay ông đã là của tôi, trừ khi ông chịu mua lại nó. Nhưng giá hơi đắt đấy. 500 đồng, ông có chịu không? Có, tôi mua. Nhưng tôi chỉ lấy 5 đồng thôi, còn lại trả ông. Nhưng lần sau ông chớ có lừa gạt, ức hiếp người khác mà có ngày quả báo vào thân. Vợ ngoại tình. Bà Lan, 70 tuổi, một cán bộ phường đã nghỉ hưu. Bà hiền lành, dễ mến, được mọi người đánh giá là thân thiện, dễ gần. Chiêu tướng. Ông Tân, chồng bà Lan, một thợ cơ khí đã nghỉ hưu, tính ông ham vui và phần nhiều vô tâm. Bà Lan đang đứng trước một quyết định lớn trong cuộc đời mình. Không được, không thể như vậy. Cô Lan chú Tân vẫn đang sống hạnh phúc cơ mà. Suốt 50 năm trời lấy nhau, dù là mùa đông hay là mùa hè, ngày mưa hay ngày nắng, ông ấy chưa từng động tay vào việc nhà. Tôi có ốm cũng... Ôi trời ơi, tôi còn tưởng chuyện gì to tát chứ. Đúng rồi, vợ chồng nhà nào chả có lúc cơm không lành, canh không ngọt. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Cô bị tỉ làm gì? Nhưng mà... Là anh trưởng của dòng họ, tôi không đồng ý việc cô Lan đòi ly hôn đâu. 70 tuổi đầu rồi, cô không thể làm cái việc đáng thẹn ấy được. Xưa nay, phụ nữ chúng ta lúc nào chẳng nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà. Đằng này, cô Lan và chú Tân có mâu thuẫn gì to tát đâu. Giờ già cả, lại ly hôn cả ly dị. Để người đời nó cười cho à. Dạ, cả nhà ơi, Mỹ Vân, con gái cô Lan chú Tân đang gọi điện thoại về này. Mẹ, sao lại có chuyện mẹ đòi ly dị ba vậy? Ba hơi vô tâm, chứ cũng đâu phải là người vũ phu, trai gái gì đâu.
chuyện này mẹ đã suy nghĩ kỹ từ rất lâu. Nay con đã trưởng thành, lại định cư ở nước ngoài, mẹ không còn vướng bận. Từ nay mẹ sẽ sống cuộc đời của mình. Tôi cảm ơn các ông, các bà, các anh chị và con cháu đã quan tâm tới tôi. Nhưng đây là việc cá nhân, ý tôi đã quyết, mong mọi người hiểu cho. Thôi, cô cứ nghĩ lại đi đã. Dạ, cháu chào các ông, các bà ạ. Thay mặt ủy ban phường, cháu xin gửi bác Lan, bác Tân danh hiệu gia đình hạnh phúc của cả tổ dân phố bầu chọn. Mọi người cùng chia vui với hai bác đi ạ. Thật là, giờ thì còn danh với hiệu cái gì nữa. Tôi rất cảm ơn cô, nhưng e rằng tôi không thể nhận kỷ vật này. Tôi và ông Tân đang làm thủ tục ly hôn. Vậy sao ạ? Bà đừng tưởng bà làm chuyện xấu xa mà không ai biết. Chính mắt tôi đã nhìn thấy. Mũ vỡ này, già rồi còn mất nết. Nần này tuổi rồi mà bà còn làm cái việc xấu hổ, rồi đòi ly hôn chồng, lại còn viện cớ không chia sẻ việc nhà với lại việc cửa nữa. Lắm chuyện. Hóa ra là thế thì quá đáng quá. Sự thật không phải như vậy đâu. Mọi người nghe tôi nói đã. Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cô chú có gì đóng cửa bảo nhau, cố mà đi nốt đoạn đường cuối đời đi. Giờ ly hôn thì xấu mặt với làng nước, họ tộc, còn cái đoàn thể hay ho gì đâu. Dự báo thời tiết hôm nay sẽ có áp thấp nhiệt đới. Trời ơi, lại áp thấp nhiệt đới. Thảo nào cái khớp gối của mình lại đau nhức như vậy. Bà mau dọn cơm cho tôi đi. Trời ơi, sao lại có thể đau đến thế này chứ? Ôi da. Trời ơi, giúp tôi với. Mong chị chống khỏe. Đúng rồi, chị Lan chống khỏe, còn gia nhập đại gia đình hen. Tôi cảm ơn các ông, các bà. Hôm đấy, may bà có mấy người hàng xóm. Trời ơi, cái bà này không chịu cẩn thận gì hết cả hả? Bao nhiêu lần tôi đã bảo. Anh à, chị ấy vẫn còn yếu, anh nói khẽ một chút. Ông là nhân tình của mụ vợ tôi, sao ông dám phát mặt đến đây chứ? Để tôi cho lão một bài học. Nè, ông ơi, ông bình tĩnh lại đã. Chắc là có hiểu lầm gì rồi. Ông Lâm là giám đốc viện dưỡng lão của chúng tôi. Ôi trời ơi, bác cháu chìm câu của tôi, mất bao nhiêu công sức nấu. Thôi, ông đừng làm loạn nữa, tôi xin. Sao lại là cháu chim? Chị Lan bị dị ứng với chim câu mà. Dị ứng hả? Chị Lan đây đã nhiều lần hỏi thăm, muốn vào sống tại trung tâm dưỡng lão của chúng tôi. Hôm đó tôi đón chị tới thăm trung tâm vì chị nói chị bị viêm khớp nặng. Sao có nhà có cửa, không dưng bà ấy lại muốn vào viện dưỡng lão làm cái gì? Dạ chào các bác ạ. Báo cáo y tế của bác Lan đã có đây ạ. Bác bị thoái hóa khớp cổ vai, thoát vị đĩa đệm và viêm đa khớp nữa. Bệnh của bà ấy nhiều vậy sao? Tôi bệnh đã lâu, nhưng mà ông đâu có hay gì đâu. Dù mưa nắng, đông hay hè, tôi vẫn gắng gượng một mình bơ việc nhà. Này, tôi đã quá mệt mỏi, chỉ mong được sống thanh thản, an nhàn những ngày cuối đời trong viện dưỡng lão mà thôi. Tôi xin lỗi, mong bà, nếu chị đã mong muốn như vậy, mong bác hãy tôn trọng. Tôi đã quá mệt mỏi,
Suốt 50 năm qua, ông chưa từng làm việc nhà. Không cần biết tôi đau ốm như thế nào. Đã tới lúc chúng ta phải giải thoát cho nhau, tháo bỏ cái nhãn hạnh phúc mà người đời cứ lầm tưởng. Người cha mù. Con chào ba, con vào học nhé. Ừ, con gái, chiều về ba lại đón con nha. Ba ơi, ba! Sao ba lâu vậy? Dương ơi, chú đưa về nào. Dạ, thế ba cháu đâu? À, ba cháu bị tai nạn đó. Sao ạ? Chú bảo sao? Ba cháu bị tai nạn ư? Ừ, ba cháu đang trên đường đi làm về, bị một chiếc xe máy chạy ngược đường đâm vào. Nghe đâu bị thương ở đầu nặng lắm. Mẹ ơi, ba có làm sao không ạ? Hai người đến rồi đó à? Người nhà của bệnh nhân Trần Văn Lực đâu ạ? Dạ, có ạ. Chúng tôi vừa chụp X-quang và khám tổng quát cho anh nhà. Rất may, anh Lực không bị chấn thương sọ não. Tuy nhiên, vụ va chạm khá mạnh khiến đôi mắt anh bị tổn thương. Có thể là anh ấy sẽ không nhìn thấy gì nữa. Hả? Dương ơi, mẹ đi làm nha con. Chiều tối mẹ về, con xem ở nhà ba cần gì giúp ba nha. Vâng ạ. Mẹ con đi làm rồi à? Vâng, ba. Dương à, ba buồn quá. Từ hồi ba bị thế này, chả giúp gì được cho mẹ con cả. Sao ba lại nói vậy? Chỉ cần ba khỏe mạnh là mẹ con vui lắm rồi. Con gái của ba, ba thương mẹ con lắm. Ba ước gì mình có thể làm điều gì đó cho mẹ con của con. Ba ơi, hay là con sẽ là đôi mắt của ba nhé. Con nói vậy là sao? Đây rồi. Ba cầm lấy. Giờ ba nghĩ xem, ba muốn đi đâu, muốn làm gì, con sẽ chỉ đường cho ba. Con sẽ đưa ba đi. Con sẽ chỉ cho ba những thứ ba không nhìn thấy. Ừ. Dương ơi, Dương. À ha, chú Lâm. Chú có chút hoa quả đưa qua, con nhớ gọt cho ba con ăn nha. Dạ, cháu xin chú. Chú Lâm đó à. Chú cứ cho tôi nhiều thế này, tôi ngại lắm. Có đáng là bao đâu anh. Với lại, nay em lấy lương, khao anh luôn. Thế chú đi làm cái gì đó? Em chuyển hàng ở xưởng chế biến nông sản gần thị trấn ấy. Nói là chuyển hàng cho ách chứ thật ra là bốc vác. Bốc hàng từ xe để vào kho, rồi từ kho vác lên xe. Con biết chỗ chú làm, chỗ đó cách trường con một đoạn. Chú Lâm à, hay là chú xin cho tôi vào làm với. Tôi còn khỏe lắm, ngồi một chỗ buồn tay, buồn chán quá. Ừ, nhưng mà mắt anh... Con chính là đôi mắt của ba con. Được rồi, để chú thử xin quản đốc xem sao nha. Nếu mà được, ngoài giờ học, Dương đưa ba ra kho nha. Chú làm mà xin chắc ba sẽ được đi làm đó ba. Ừ, nếu được đi làm, ba sẽ đỡ đần cho mẹ con chút ít. Nhưng mà như vậy thì thiệt thòi cho con gái của ba quá. Nửa ngày đi học, nửa ngày đi làm với ba, con sẽ mệt lắm đấy. Ba đừng lo, con không mệt. Con chỉ lo cho ba mệt thôi. Vì ba phải làm nặng mà. Con chỉ mỗi đi lại lại thôi mà ba. Chú Lâm, con và ba đến rồi đây. Ừ. Hôm nay có chủ hàng này phải chuyển vào kho, em phải lên xe đưa hàng xuống. Còn anh sẽ chuyển hàng vào. Con nhớ chỗ chú dặn để ba để hàng xuống rồi chứ? Vâng, con nhớ rồi chú. Vậy làm thôi nhỉ.
Thôi, con không cần cái gậy đó nữa. Ba cầm lấy tay con. Ba không sao. Nào, chúng ta làm tiếp thôi con. Ba đặt tải xuống đây đi ba. Ba ơi, hôm nay ba vác được nhiều tải phết đó. Các chú ở bãi nói bữa đầu mà ba còn vác được hơn khối người đó ba. Mà ba có mệt không ba? Có con gái của ba bên cạnh, ba không mệt. Chỉ thương con gái của ba thôi. Đôi mắt của ba à. Một trò chơi. Anh đang làm gì đấy? Trời mưa to quá anh nhỉ? Chú đấy à, mưa to gió bão, nhà anh bị tốc mái cả rồi. Mà anh vừa bị sái chân, chỉ sợ trèo lên không được. Vậy em sẽ lên đó giúp anh cứ ngồi đấy nghỉ đi. Dạ, cuối cùng thì cũng xong. Cảm ơn chú đã giúp. Hey, có gì đâu anh, giúp nhau là chuyện thường mà. Em không có người thân, trước giờ chỉ có một mình. Anh là người anh thân thiết nhất của em. Chúng ta cùng kết nghĩa anh em, vui cùng hưởng, nạn cùng chịu được không? Chắc chắn rồi, chúng ta là anh em, vui cùng hưởng, nạn cùng chịu. Nghỉ chút đi, anh mệt quá. Anh khát quá, ngay đằng kia có một con suối. Chú đi lấy một chút nước về đây nhé. Anh không thể đi nổi nữa rồi. Vâng, anh cứ ngồi đi. Em chạy ù đi lấy rồi về ngay. Có người em như thế này thích thật. Mình chả phải làm gì mà lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ. Đằng kia có nấm rơm, nhiều quá. Tối nay sẽ có một bữa ngon đây. Chà, nấm ở kia mới to làm sao. Chưa bao giờ mình thấy cây nấm to như vậy. Anh, cố nắm chặt tay em, đừng buông ra. Cứu anh với. Ở đây là đâu thế này? Chúng ta vẫn còn sống sao? Chào mừng các người đến với lãnh địa của quỷ. Hả? Lãnh địa của quỷ ư? Sao lại bắt chúng tôi về đây? Tại vì ngươi đã cả gan vào phù nắm quý của ta. Hôm nay để trừng phạt các ngươi, ta sẽ bắt một người phải chết. Xin ngài rộng lòng thương mà tha cho chúng tôi đi. Không được, ta chỉ lấy mạng một người là đã nhân đạo với các ngươi lắm rồi. Vậy thì số đã định hôm nay tôi phải chết rồi. Xin ngài hãy tha cho anh ấy. Sao, ngươi lại muốn nhận cái chết về mình ư? Thế nào, còn ngươi, ngươi có muốn nhường sự sống cho em ngươi không? Có chứ. Tất nhiên rồi. Anh, để em ở lại, anh phải sống. Ta quyết định thế này, để cho đơn giản, các ngươi hãy chơi oẳn tù tì với nhau. Ai thua, người đó phải chết. Oẳn tù tì? Ai thua sẽ phải chết ư? Chú còn nhớ không, chúng ta đã có lời hẹn vui cùng hưởng, nạn cùng chịu. Ngày hôm nay, chúng ta không thể người chết kẻ sống được. Anh nghĩ rồi, vậy khi chơi oẳn tù tì, chúng ta hãy cùng ra cái búa. Như vậy chúng ta sẽ cùng chung sống hoặc cùng chung chết. Được, chúng ta sẽ làm như vậy. Cuộc sống của mình cũng chẳng có điều gì tốt đẹp. Không người thân thích, anh ấy còn mẹ già.
thôi thì mình sẽ từ bỏ để anh ấy được sống. Theo giao ước thì anh ấy ắt sẽ ra cái búa, vậy thì mình sẽ ra cái kéo để anh ấy thắng. 1, 2, 3. Chúng ta đã giao ước là cùng nhau ra chiếc búa cơ mà, tại sao anh lại ra chiếc lá? Không. Hai người chồng. Mình về rồi à? Sao mình đi lâu vậy? Tại thời tiết này nhiều người mất phong hàn quá. Mình phải vất vả rồi, hay mình từ chối bớt đi? Không được, mình vất vả một chút nhưng cứu giúp được nhiều người là cái phúc rồi mình à. Thầy Dân ơi! Chắc lại gọi mình đi chữa bệnh nữa đó. Thưa thầy, phu nhân nhà con bị thổ huyết ra máu. Xin hãy đến cứu giúp phu nhân con với ạ. Thưa thầy, bệnh của tôi có nặng lắm không ạ? Phổi của bà gặp chút vấn đề, tôi sẽ kê thuốc cho bà. Không sao đâu phu nhân, có thầy Lan Dần đây rồi. Thầy Lan Dần, có thuốc nào công hiệu nhất, xin đại phu cứ kê ra. Dù có quý hiếm thế nào, nhà tôi đều đáp ứng được. Nhà tôi là thương nhân giàu nhất kinh thành, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Miễn là tôi khỏi bệnh, phải thế không mình? Đúng vậy, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, chỉ cần ông có thể chữa khỏi cho phu nhân của tôi. Đây, ông thấy rồi đó, xin ông hãy dốc lòng chữa cho tôi. Chồng tôi nhất định không để ông thiệt thòi đâu. Tôi sẽ làm đúng với lương tri của một vị thầy thuốc. Có thuốc nào tốt nhất tôi sẽ kê. Đó là nguyên tắc làm việc của tôi. Vâng, vâng, trăm sự nhờ thầy. Thầy Lan Dần, xin mời qua bên kia uống nước một lúc. Liền, cô lui xuống đi. Dạ. Xin hỏi, bệnh vợ tôi có cứu được nữa không? Ông nói gì? Tôi có một vài lý do không tiện nói, nhưng muốn nhờ ông nói giúp với vợ tôi á, là bệnh của bà ấy không thể cứu được nữa. Ngần tiền này để ông giúp tôi điều đó, không quá bèo chứ. Xin ông cất số tiền ấy đi cho. Việc làm trái đạo đức và ác độc đó tôi không bao giờ làm. Ông đúng là không biết điều, đồ gàn giỡn. Anh thông cảm nha, mai anh hãy quay lại, chắc ông ấy sẽ có nhà đó. Tôi đây, có việc gì thế? May quá, thầy Lan Dần, xin hãy cứu vợ tôi với. Cô ấy bị nhiễm phong hàn nặng quá rồi, tôi cầu xin ông hãy nhanh đến cứu vợ tôi. Vâng, anh dẫn đường cho tôi đi. Mình ơi, mình sao rồi? Tôi gọi thầy Lan Dần đến đây rồi nè. Thầy cứ xem bệnh cho vợ tôi, tôi sang dỗ thằng bé. Nào nào, nín đi con. Cha đây, cha đây. Thưa thầy, bệnh của tôi đã nặng quá rồi. Chồng tôi đã mời thầy Lan khắp nơi đến chữa nhưng không khỏi. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không chữa bệnh đâu. Kìa, nhà cô nói gì lạ vậy? Có bệnh thì phải chữa chứ. Ông cũng thấy gia cảnh nhà tôi khốn khó như thế nào rồi đấy. Cứ phải chạy vại tiền thuốc thang cho tôi, chồng con tôi sẽ còn khổ mãi. Thôi thì... Cô không nên có suy nghĩ như vậy. Người sống là đống tiền. Cô cố gắng khỏi bệnh còn giúp chồng nuôi con. Con cô còn nhỏ, rất cần mẹ. Thưa thầy, vợ tôi thế nào ạ? Nhất định chữa khỏi đúng không đại phu? Anh ra ngoài này, tôi sẽ đưa thuốc cho anh và chỉ cách sắt. Xin thầy Lan, hãy cứu lấy vợ tôi. Ấy ấy, anh đừng thế. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Chỉ cần cách nào đó cứu được cô ấy, đại phu bảo tôi lên rừng xuống biển, kèo đèo lội suối, tôi cũng sẽ sẵn sàng làm. Dù có phải bán cả cái mạng này, tôi vẫn phải cứu được vợ tôi. Vợ chồng anh yêu thương nhau như thế, nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn. Anh yên tâm, tôi sẽ dốc hết lòng để cứu bằng được vợ anh. Đa tạ thầy.
Tình cảm của vợ chồng họ dành cho nhau thật khiến người khác cảm động. Hạnh phúc đâu có nằm ở phú quý giàu sang chứ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.